Lẽ câu chuyện về người nổi tiếng kiêm kinh doanh thì không còn phải là điều xa lạ nữa. Vâng, tận dụng độ hot tên tuổi của mình, mối quan hệ rộng rãi của mình và có vốn đầu tư thì nhiều người đã tự bán cho mình những suy nghĩ rằng là kinh doanh thì sẽ thành công. Vâng, nhưng thực tế thì đã chứng minh rằng thành công thì cũng nhiều, nhưng mà không ít người đã khuynh ra bại sản, thậm chí là dính vào vòng lao lý, làm cho cái công việc kinh doanh siêu tốc của mình là như vậy. Một cái ví dụ điển hình cho cái việc cái lĩnh vực mà đang nở rộ này đó chính là kinh doanh mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp ạ. Nếu quý vị khán giả theo dõi thường xuyên những trang mạng xã hội thì có thể thấy rằng là đông đảo nghệ sĩ Việt Nam hiện nay thì đang tham gia trong cái lĩnh vực này. Thế nhưng nhiều những cái vụ việc hàng giả hay là hàng kém chất lượng bị phát hiện thì làn sóng nghệ sĩ quảng bá dịch vụ sản phẩm làm đẹp đang để lại nhiều những cái câu hỏi cho người tiêu dùng. Thậm chí là có thể nói là làn sóng này còn đặt thương hiệu và uy tín của người nổi tiếng vào một ván bài may rủi. Và trong cư dân mạng ngày hôm nay thì hãy cùng lắng nghe những ý kiến của cộng đồng mạng và của chính nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz về vấn đề này. Trang Makeup là cái tên được săn đón nhất nhì với những tín đồ mỹ phẩm tại Việt Nam. Mỗi video chia sẻ phong cách trang điểm hay những sản phẩm làm đẹp nhận được hàng chục nghìn lượt theo dõi, hỗ trợ đắc lực cho những thương hiệu mỹ phẩm kinh doanh. Tuy nhiên, tháng 3 vừa qua, Trang Makeup vướng vào những nghi vấn kinh doanh hàng nhái, hàng kém chất lượng khi một tài khoản mạng xã hội so sánh loại dưỡng da mua từ shop của cô với hàng chính hãng. Những cuộc khẩu chiến không hồi kết, không chỉ giữa Trang Makeup và người tiêu dùng, mà còn giữa những hot face nghệ sĩ tham gia quảng bá mỹ phẩm dịch vụ làm đẹp trên mạng xã hội. Bạn mình cũng chụp cái hũ đấy, gửi email sang hãng và họ đã phản hồi như thế này. Mình sẽ để đính kèm ảnh ở đây. Họ đã phản hồi là khi mà nhìn qua hình ảnh như thế, khi mà nhìn qua chỉ thông tin qua ảnh thôi thì không thể nào chứng thực được là sản phẩm thật hay giả cả. Nói lời kết thúc nếu như cái sự việc đấy đã qua. Và trong video này thì mình cũng muốn nói là mình không còn liên quan gì đến CCLand và Felix nữa cả. Mình không còn liên quan về việc điều hành, quản lý tất cả những gì liên quan đến hàng hóa. Với những người mẫu, đặc thù công việc luôn gắn với trang điểm và xu hướng thời trang, nên việc chuyển hướng quảng bá những phong cách làm đẹp trên mạng xã hội đi kèm quảng cáo sản phẩm là một bước chuyển tất yếu. Tuy vậy, nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác như âm nhạc, điện ảnh, dẫn chương trình, những năm gần đây cũng dần chuyển hướng kinh doanh các dịch vụ và sản phẩm làm đẹp. Có lợi thế về truyền thông mỗi lần xuất hiện trước đám đông, cũng như sở hữu lượng khán giả đồng nghiệp có sức ảnh hưởng. Mỹ phẩm và dịch vụ làm đẹp được đánh giá là thị trường vẫn còn nhiều tiềm năng với họ. Có thể là Hà mang một chút nghệ sĩ này của Hà vào trong lĩnh vực kinh doanh này, thì Hà cũng chưa bao giờ chọn lọc ra là mình phải cạnh tranh với những đối thủ này kia. Bởi vì Hà nghĩ rằng là mỗi người sẽ có một bí quyết riêng. Có nhiều bạn hỏi là sao da chị đẹp thế, mà giám đốc như thế nào mà chị makeup rất là nhiều mà da chị vẫn tốt. Thì mình chỉ muốn là chia sẻ những cái hiểu biết của riêng mình thôi, chứ không phải là mình học cao hay là đi sâu về một cái chuyên môn đó. Họ có những hoạt động nghệ thuật, những ca nhạc hay là những cái phim ảnh gì đó, thì cái ngoại hình của họ có thay đổi thì khách hàng rất dễ để nhận biết được. Cho nên tại sao các cơ sở hay dùng những người có tên tuổi nghệ sĩ đại diện cho hình ảnh? Tất nhiên là mỗi một nơi đại diện hình ảnh và mỗi hướng đi đều khác nhau. Trước tiên là Thu Hoài phải cho họ sử dụng cái dịch vụ của mình, bảo đảm với khách hàng thì Thu Hoài mới dám giới thiệu đến khách hàng của mình là công nghệ đó, và người nghệ sĩ này đã sử dụng công nghệ đó và người nghệ sĩ họ cũng cảm thấy họ rất tự tin, họ hài lòng để mà họ truyền tải được cái công nghệ đó đến với cái người tiêu dùng. Tất cả mọi người làm nghệ thuật được nhiều người yêu mến, trước khi nhận một cái hợp đồng livestream quảng cáo cho bất kỳ một nhãn hiệu và thương hiệu nào, mình có sử dụng không mà mình nói người ta sử dụng, bạn có dám dùng không? Hay bạn chỉ ngồi livestream mà nói, các bạn nhận tiền để livestream những cái sản phẩm kém chất lượng, đó là một sự phụ lòng người hâm mộ. Thông tin mới nhất của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế thu hồi toàn quốc hai lô hàng kém chất lượng sai thông tin đăng ký của diễn viên Phi Thanh Vân, hay trước đó là hàng loạt nghệ sĩ bị tẩy chay vì liên can một công ty sản xuất mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trị giá hàng tỷ đồng, đang cho thấy con dao hai lưỡi của việc đặt cược tên tuổi trong lĩnh vực làm đẹp. Trong trường hợp nếu Trang Makeup thật sự không còn liên can tới hai shop bán hàng nghi vấn nhập sản phẩm kém chất lượng, vụ việc này cho thấy tham gia đại sứ thương hiệu rất dễ dàng dẫn đến những hệ lụy ngay cả khi đã chấm dứt hợp tác, tương tự như sự cố diễn viên Trương Ngọc Ánh và scandal lừa tiền từ thiện tại một cơ sở thẩm mỹ. Vì vậy, để giữ gìn thương hiệu cá nhân và hơn hết đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng, những nghệ sĩ hay người của công chúng nói chung không chỉ tự ý thức trong kinh doanh mà cần phải tìm hiểu luật pháp uy tín của đối tác, thay vì hợp tác chỉ bằng tình cảm hay những lời nói không cánh mà bay.